Alo. À, em phải là của Phúc Toàn không vậy? Dạ. À, cô Lệ Thủy đây. Dạ, con nghe. À, nghe nói con bán cái tên cái gì đó, cái bằng ủi đó nhiêu vậy? Cái bằng ủi đồng đó 1 triệu rồi cô có thể. À vậy hả? À, ủa mà cái bằng ủi đó xưa không hay là bây giờ? Chưa. Cái đó bằng ủi xưa chánh gốc luôn đó. Vậy hả? Ủi chánh gốc sao nó nhẹo vậy? Sao đi? Nó ký mấy á. Tại cái đó bằng ủi mini mà chứ đâu phải bằng ủi bự. Ủa vậy hả? Dạ, cái chiều dài của nó là khoảng gang tay à. Vậy hả? Nó nhỏ hơn cái bằng ủi thường bây giờ phải không? Dạ. Cái bằng ủi giống như hồi xưa mà thấy cái mấy cái bằng ủi bự đó. Dạ, cái này là nó cũng là giống như loại chung đó. Có loại nhỏ hơn nữa, rồi cái này loại chung rồi loại đại. À, nó ba loại mà cái này loại chung á, là cô thủy là thấy nó khoảng 2 tấc chiều dài á, từ mũi nhọn tới cái đít. Đâu để cô coi lại kìa. Dạ, ở trên mạng tao bán là 1.500.000 không đó. Lần con giao tới nhà, con ship tới nhà phải không? Dạ, thì nữa tới nhà cô thủy chỉ đưa cho shipper 1 triệu là xong. À vậy hả? Dạ. Rồi để cái gì cô nhắn địa chỉ cô gửi lại cho con. Dạ, rồi. Rồi, ok.